Ok, chúng ta lại quay trở lại tiếp nào. Thì ở trong video trước của chúng ta là chúng ta đã tìm hiểu về cái thằng gọi là chúng ta đã gọi là sao ta? Gọi là chúng ta đã sửa được cái lỗi rồi và chúng ta đã theo dõi cái thằng route để khi mỗi một lần route thay đổi đúng nha. Thì trong video này chúng ta sẽ set một cái gọi là router con trong một cái router. Và cái phần này mình nói thật sự luôn, phần này rất là quan trọng trong khi chúng ta sử dụng một project. Và ở cái thời điểm hiện tại thì mình cũng đang gặp lỗi về nó nên mình biết nó rất là quan trọng rồi chứ nhỉ. Đấy, thế nên là các bạn sẽ phải xem video này một cách cẩn thận này nhá. Rồi, bắt đầu nào. Rồi, thì tại sao mà chúng ta lại nói về cái khái niệm về việc sao lại có cái router con để làm cái gì? Bởi vì là một kể cả khi là nếu mà có mỗi thằng router không có khái niệm router con thì nó cũng đã làm được hết rồi đúng không? Đấy, thì giờ chúng ta sinh ra một cái điều đó, trước khi mình chọn cloud to con của chúng ta config và chúng ta xử lý một cái project của chúng ta cực kỳ nhanh. Mình phải nói thật sự là cực kỳ nhanh. À, cái tốc độ về xử lý. Rồi bây giờ mình sẽ thử luôn nhá. Ví dụ như là mình đang làm về một cái quản lý về website, một cái ứng dụng quản lý công việc và mình muốn quản lý tất cả những gì liên quan công việc chỉ nằm trong một cloud thôi. Đấy chứ nhỉ? Đấy, và đi qua cloud đấy thì mình sẽ sử dụng cái router cha con này được nhỉ. Thì ở đây mình sẽ không sử dụng cái thằng task đấy được và mình cũng không show được cái project đấy của mình. Đấy, tất nhiên là về vấn đề về việc đó là bên khách hàng rồi, nhưng ở hiện tại thì mình có thể show, mình có thể làm lại cho mọi người về cái vấn đề đấy. Ví dụ ở đây chúng ta có thể xử lý cái thằng user thông qua việc đó là mình cũng đã cố tình tạo cái nào ta. Đây mình cố tình tạo cái folder user, chúng ta cần những cái gì chúng ta cần rồi. Tức nghĩa mà khi mà vào chúng ta thì tất cả ví dụ như là user này sẽ là lead user để cho nhỉ. Begin sẽ là cái user khi mà chúng ta bắt đầu vào, thường thì mình sẽ đặt đây là index chứ không đặt là user begin, nghe nó rất là chối. Thì đấy sau này các bạn phải đặt nó là index đúng nhá. Không thì bây giờ mình sửa luôn là index này, bởi vì bây giờ nó đã dùng cái gì đâu. Thì mình sửa luôn nhá, mình sẽ là index. Index được chưa? Và tiếp theo là user exit và user, thì bạn thấy rằng là chúng ta đều có chung một cái gì? Đấy là chúng ta đều đi qua một router có tên là user đúng nha. Thế nên công việc rất là đơn giản thôi. Đấy là bây giờ mình sẽ vào trong thằng route và mình sẽ chỉnh lại cái thằng này. Đấy là mình đây, bây giờ các bạn sẽ cần hai đường link này, nhìn nó rất là khó chịu đúng không? Mình xóa đi. Rồi, sau khi mà chúng ta khai báo xong cái component của chúng ta rồi ấy, thì mình không, mọi người khai báo thêm mình cái nữa, đấy là chin đấy nha, gọi là children đấy đúng nha. Đấy, children. Đấy, và cái này của chúng ta thì các bạn nhớ là do chúng ta có nhiều nhá, nên là chúng ta có nhiều con nên là chúng ta sẽ phải viết kiểu này. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ copy thôi, ở đây chúng ta sẽ copy thôi, copy nhá, paste này. Do các bạn nhớ nhá, thằng này là con, thế nên là tất cả các cái route của thằng con này, cái tiền tố pre của nó, cái pre của nó đều có cái là user rồi. Thế nên là ví dụ như bây giờ mình muốn vào về list danh sách, mọi người hiểu nhỉ? Nếu mà chúng ta vào về list danh sách của chúng ta thì chúng ta sẽ không cần đến cái này nữa, chúng ta không cần đến cái gì ở đây nữa, bởi vì là mặc định nó đã là user rồi đúng không? Thế nên ở đây chúng ta không ghi cái gì cả. Và ở đây thì mình sẽ ghi ở đây, đấy là ví dụ như ở đây sẽ lấy là vào đấy là user start đi đúng không? Ví dụ như user start thì ở đây mình sẽ có đấy là index nhá. Ở đây chúng ta sẽ có một cái component. Component ở đây thì mình ví dụ ở đây mình sẽ là user user start được chưa? User start. Rồi tiếp đi. Tiếp. Tiếp. Chúng ta có tiếp đấy là 2 chấm ID được chưa? 2 chấm ID. Thì bạn nhớ rằng là ở đây của chúng ta đã có được cái gọi là sao ta? Hoặc là cái thằng này các bạn không gạch đằng trước cũng được, mà có gạch đằng trước cũng được nhá, thì không gạch đi nhìn cho đỡ bị méo. Thì ví dụ ID ở đây thì sẽ đây sẽ chính là user đúng không, đây sẽ là user detail đúng không nha. Chỗ này các bạn cứ viết thường như mình để phân biệt khác biệt hoàn toàn với component. Đấy, sẽ là user details được chưa nhỉ. Và tiếp theo mình paste tiếp này, và đây chúng ta sẽ có đấy là ID gạch exit đúng không nha. Ở trong đây chúng ta sẽ có là user exit. Chỗ này chúng ta cũng sẽ có là user exit được chưa?
Thì đây chúng ta có cái component nào mà chúng ta chưa import thì chúng ta import hết vào đây. Không thì lại quên. Sẽ là from components user. Được chưa? Tiếp nào. Copy. Import user exit from, đúng không? Chúng ta có components user và chúng ta paste vào đây. Thế nên chúng ta sẽ có một cái thằng nữa, đấy là user start cho nền đầu này. Sẽ là import yeah, paste vào from components user gạch index, được chưa? Ok, như vậy xong nhá, được chưa? Đấy, như vậy là chúng ta setup xong được cái bộ route của chúng ta hợp lý rồi. Như vậy là từ đây đi chúng ta chỉ có một cái route trông ngắn gọn này thôi. Nhìn nó còn muốn nhìn đúng không? Vào trong một cái file nhìn có muốn nhìn, và nó kiểu như chúng ta quản lý thông qua cái thằng user này, nhìn nó rất là kiểu như là kiểu như rất là kiểu sao nhỉ? Mình thấy nó là kiểu như rất, kiểu nói sao ta? Kiểu rất là cool ngầu ấy, kiểu đấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ có ví dụ như ở đây mình sẽ ở trong cái thằng là trong cái thằng là user detail của chúng ta có rồi đúng không? User detail. Thì ở đây chúng ta sẽ chỉ cần user details thôi. Yeah. Thằng này mình xóa đi bởi vì những cái này chúng ta chưa cần. Ở video này chúng ta chỉ làm đến cái mức đấy là chúng ta gọi ra được ba thằng này đã. User exit add view script script thôi. Ví dụ đây mình sẽ có H1 và mình lấy ra đây chính là view user exit, được chưa? Ctrl S lại. Chúng ta xem thử thằng user nào. Thằng user chúng ta có rồi này. Index chúng ta chưa có gì đúng không? View. Ví dụ như đây start thì đây là H1. Start view user pay from here. Được chưa? Rồi. Cái chỗ nét lại, bây giờ mình ra ngoài nhá. Thì bây giờ nếu mà ra ngoài ấy, thì nó cũng chả có gì đâu. Bây giờ đây này, nó sẽ bảo ngay là duplicate user start. Ai chà, cái gì đây sẽ có duplicate user start. Quay trở lại xem nhá, thằng route của chúng ta. Route của chúng ta có 1, 2, 3 chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5. Và đây chúng ta tổng cộng có 6. Như vậy chúng ta thừa mất một thằng, đây là thằng này. Cái chỗ nét lại. Đây thì bây giờ nó không có gì đâu, bởi vì là bây giờ ví dụ nhá, mình đã vào trong thằng user đúng không? Thì thằng user chúng ta chả có cái gì cả. Đấy nhá. Đấy, bởi vì là cái tổ hợp kia của chúng ta ấy, thì ở thằng route thì nó hiểu rồi. Thế nhưng ở trong lớp view nó đổ ra thì nó chưa hiểu. Thấy chưa nhỉ? Đấy, thế nên là cái đoạn này chúng ta bắt buộc phải có thêm một cái thuộc tính nữa. Nó có tên là route view. Các bạn chú ý ví dụ thằng app này. Đây app các bạn thấy không? Nó sẽ có một cái thằng route view. Là cái thằng mà khi một route tổng ấy, nó sẽ đổ hết vào trong route view này. Thì anh thấy là cái thằng tổng của chúng ta nó sẽ có hai thằng này. Tắt đi nhá, mình sẽ tắt đi cho mọi người, chỉ mọi người cho dễ. Đây thì nó sẽ đổ hết ra hai thằng tổng, được chưa? Đấy, thì chúng ta vẫn vào được hai thằng tổng này bình thường. Nhưng giờ đến thằng con ấy thì chúng ta cũng phải có một route view để nó đổ hết thằng con này ra, được chưa nhỉ? Đấy, thế nên là bây giờ mình sẽ vào trong thằng thằng đây, thằng này, và mình sẽ chỗ phần này mình sẽ xóa thằng đi. Và mình đổi thành này sẽ là route gạch ngang view và đóng lại. Thì giờ mình cách chọn S lại. Đấy, thế vậy là xong. Thì giờ nhá, mình sẽ admin không có gì, user này, home này, user các bạn thấy chưa? Như vậy là đây chúng ta sẽ ra được một cái list, đấy là user details, được nhá. Đấy. Thì ở đây các bạn sẽ phải tự, ở đây các bạn sẽ tự hỏi là tại sao những cái còn lại không thấy. Thì ví dụ nhá, ví dụ như ở đây mình sẽ, được rồi, ví dụ như là một list các cái đời ta. Đâu mình quay trở lại đây nhá. Thì đây mình sẽ phải xem một chút này. Đấy là ở đây nhá. Còn đấy là pass của chúng ta, đầu tiên là thằng index của chúng ta sẽ được gọi vào trong này. Đấy chưa? Thì bạn thấy rằng là ở đây của chúng ta khi mà bắt đầu nhá, thì cái việc đấy là khi mà chúng ta chạy user này. Đấy, khi mà chạy user thì nó hiển thị ra cái thằng user start, mà user start của chúng ta là cái thằng start user from here. Đâu? Đúng không ta? Nó sẽ bắt đầu với thằng user và nó có thêm cụm từ là start from here đúng không? Tại sao là user detail nhỉ? À đây mình đang chạy với cái thằng user là user 1. Chúng ta phải sửa lại thằng này nhá. Đây. Thằng header. Đây mình xóa này đi.
Mình nhấn Ctrl S lại. Đấy, ok. Rồi đấy, mình sẽ user sao vẫn là user này. Ngộ à? User. Chúng ta xóa này đi nhá, thằng này không cần nữa. Thằng này video trước chúng ta cần, bây giờ chúng ta không cần nữa. Rồi. Rồi thì bây giờ mình sang user thì bạn thấy không? Thì do là mình đang chạy với đường link này thì nên nó sẽ là start user pay from here đúng không? Bây giờ mình chạy tiếp nhá. Ví dụ như mình chạy với thằng ví dụ như là 1 đi. Thì này sẽ ra là user details được chưa? Còn ví dụ mình vào trong exit enter thì nó sẽ ra là user exit đúng nhỉ? Như vậy là chúng ta đã có một growth tổng và chúng ta quản lý tất cả growth còn lại thông qua cái thằng ấy này đúng nhỉ? Như vậy chúng ta làm việc thằng cái thằng này sẽ dễ hơn là cái việc mà chúng ta sử dụng. Có nghĩa là cứ hễ chúng ta cần một cái này thì chúng ta sẽ tạo ra một growth. Như vậy khi chúng ta muốn quản lý gộp lại rất là khó, hoặc là mình muốn truyền một cái giá trị từ cái thằng user này và mình truyền xuống các thằng con đúng nhỉ? Thì ở đây nó đang là cái quan hệ, đây là quan hệ up, mà quan hệ của chúng ta bây giờ đang là cha và con. Thì như vậy chúng ta hoàn toàn có thể là browse và pass các event một cách bình thường được đúng nhỉ? Làm việc thế chúng ta làm việc thẳng nhau luôn, làm việc rất dễ. Còn nếu mà chúng ta để ngang cấp kia thì bọn nó coi như là ngang cấp với nhau và chúng ta không thể nào mà chúng ta làm cái prop theo kiểu đấy được đúng nhỉ? Đấy. Đấy nhá, thì đấy là một trong cái mà chú ý khi chúng ta sử dụng đấy nhá. Đấy, thì bạn có thể là chú ý để mà sử dụng nhá. Rồi thì ở trong video này chúng ta sẽ dừng ở đây thôi, cũng như là chúng ta hiểu được cái việc là chúng ta quản lý cái thằng route cha và con theo kiểu này nhá. Rồi thì ở trong video sau của chúng ta sẽ tạo ra một cái thanh điều hướng để mà chúng ta điều hướng các cái thanh con này này, nhà các cái gọi là các route con này nhá. Bởi vì khi mà vào trong ví dụ như user thì đây sẽ là trang quản trị user, bạn có thể quản lý tại đây đúng nhá, kiểu thế đúng không? Ok, video sau chúng ta bắt đầu nhá. Video này chúng ta dừng đây thôi. Bye bye mọi người.